là đây. Mày cái mày banh xác rồi. Rớt nguyên cái trực thăng luôn rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel game của mình nha. Mình là Sơn Lê đây các bạn ơi. Rất vui được gặp lại các bạn trong trò chơi Far Cry New Dawn hôm nay nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình đang ở giữa rừng các bạn ơi. Mình đang ở giữa rừng với con trong phèn Timber nè. Giờ kế hoạch của mình là mình muốn nâng cấp mấy cơ sở vật chất này, nâng cấp hết rồi nè, nhưng mà còn một cái phòng lab để chế tạo thuốc nổ mình chưa đủ cái cấp đỉnh nè. Hiện tại thì mình có 400 thùng ethanol, nhưng mà cái cơ sở này nó yêu cầu 450 thùng mới đủ, cho nên là mình quyết định bữa nay là mình sẽ tấn công cái đồn này, đồn cấp 2 nè, để chiếm ethanol. Này mình dẫn con chó phèn theo cho nó đánh hơi kìa. Con gì đây? Chó hoang. Ý mày sao mày. Hi guys, welcome back to my gaming channel, and I'm happy that we are together back to the game Far Cry New Dawn today. And I hope that you enjoy watching my video, and please don't forget to give me a subscribe, a like, and a comment on my video. Thank you very much. So today my plan is to upgrade on the facility, and the rest one that I need to upgrade is that explosive lab. So I try to attack this outpost to get more ethanol. So let's go. Bây giờ vô đây cái đồn này thôi. Đây cái đồn này. Đấy, đây con phèn đấy. Phèn ngoan nghe phèn. Ngoan nghe con. Ở trong đồn này nó có mấy nuôi mấy con chó săn đó. Nó đánh hơi cũng giỏi lắm nghe phèn. Vô đây là phải tìm xử mấy con đó trước. Rồi có mấy cái đầy radio đâu ta, mình phải lén vô kìa, mình ẩn thân mình lén vô kìa. Đây đầy radio của nó mình chưa thấy. Một thằng chết mẹ nó báo động hay sao á. Hình như nó báo động luôn rồi. Nó báo động, mình chơi theo báo động luôn. Đây, lấy cái len ra quất nó. Quất mày nè. Nó bị dừng binh rồi. Quất mày nè, rồi đủ điểm rồi. Chết mẹ con chó mình chết hay sao á. Quất mày nè, một cái nữa. Sống lên con, sống lại. Chết mẹ mình cũng sắp chết rồi, chạy thôi. Súng lửa. Chết mẹ rồi. Đây súng lửa nè. Mày hả mày. Mày chết mẹ, nó bắn quá rồi, quẳng quá rồi cha ơi. Súng lửa. Mày bắn hả mày? Thì kia tao quất mày rồi. Trời ơi. Má ơi, nó ném bom gì vậy? Rồi, chết ngắt. Chó lại cứu mình coi. Trời ơi, chó cũng bị cháy te tua luôn rồi. Rồi nó cứu mình rồi. Có một thằng. Mày hả mày. Nó gọi viện binh rồi, lên đây phá cái đài radio của nó đi. Trời ơi. Má cái thùng này. Một thằng. Ơi cái thằng này bắn. Thằng ống thòng này. Thằng này là thủ lĩnh. Mày chết luôn. Thằng này đang nhắm bom. Nó chết luôn rồi. Mày hả mày. Mày chết luôn đi.
Còn thằng nào nữa không? Ê này nó chưa chết. Rồi nó chết ngắt. Đốt lửa quá thật chị nói. Ê cháy cháy mình luôn rồi. Chết mẹ không. Ê ê ê đưa, đưa, trời ơi trời con phèn bị cháy đen luôn rồi. Nó gọi viện binh nữa hả? Thằng mày cũng chết. Mày chó cắn này. Mày hả mày? Mày hả mày? Hết mẹ nó nã quá là chạy 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 thôi chạy thôi. Đâu rồi? Như nó cử trực thăng tới luôn rồi. Nó thấy mình hả? Mày hả mày? Mày 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 hả mày? Chết ngắt. Rồi trực thăng tới luôn kìa. Rồi sử dụng súng 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 lượt súng khủng hút mày nè. Mày hả mày? Trốn nó kìa. Mày hả mày? Mày là đây là đây. Mày hả mày? Bánh xác rồi. Rớt nguyên trực thăng luôn rồi. Còn thằng nào nữa ta? À còn một thằng. Nó đứng đây nè. À, để mình coi súng súng lửa mình đủ chưa nha. Súng lửa mình ơ à, súng lửa nãy giờ mới đốt có hai thằng là trời trắng ghê vậy. Còn thằng đứng đây nè. Ô má ơi. Nó cũng cởi chiếc thằng lên kìa. Ôi trời ơi. Ý mày em. Chạy 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 thôi, chạy thôi. Cái đài radio này như nó còn hoạt động cho nên là nó thả dù xuống nữa kìa. À. Mày hả mày? Trời ơi. Quất mày một quả coi, trời ơi chưa trúng nữa. Mày chết. Cầm. Oh. Giải phóng xong cái đồn này mình được 500, ủa là 300 thùng ethanol các bạn ạ. Dầu to rồi. Đó, để coi coi. Mình kiểm tra thành quả sau khi giải phóng cái đồn này nha. Để coi trong đây nó có gì nè. Cái này là wow, cái này là titan. Dùng để chế tạo vũ khí. Ok. Rồi để mình coi kiểm tra lại thành quả của mình coi. Bây giờ là đây, nó hiện ra hình cái búa là có thể nâng cấp được các bạn. Mình có 700 thùng rồi. Phê luôn rồi. Ok. Rồi, vậy là mấy cơ sở của mình nó là mạnh hết rồi nha, lên cấp đỉnh hết rồi nha. Bây giờ mình coi cái điểm kỹ năng của mình coi mình. Ồ, oh, có 8 điểm kỹ năng nè. Bây giờ là mua thêm cái gì ta? Mua thêm điểm chạy chạy nhanh nè. Chạy nhanh mình đến thở được lâu khi mà nhắm súng. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ dừng game tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye.